Hello, everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game thuộc chủ đề Tây Du nha các bạn ơi. Ok. Game này cũng một thời gian dài rồi trên kênh chúng ta không có ha. Ừ, cũng cả một tuần lễ rồi đó chứ. Nhớ là vậy, nên là hôm nay thứ sáu rồi, cũng là gần cuối tuần rồi ha. Chúng ta sẽ đến với một bản Tây Du Phong Thần Ký nha các bạn. Ok, rồi. Đầu vô là, ấy bản này nó khác mấy bản trước nha. Mấy bản trước là cho chỉ có VIP 6 thôi. Bản này giờ đây là nó cho chúng ta cả VIP 12 luôn nha các bạn ơi. Ok. Rồi, thì chắc là chúng ta sẽ đến thẳng với thông tin server luôn đi ha. Để nhập code đồ. Chứ vô là thấy là chưa có gì hết nè. Ok. Đây. Tây Du Phong Thần Ký. Open server. Tây Du Phong Thần Ký chính thức mở server S1. Thời gian 10 giờ ngày 20 tháng 1 2024. Chơi game tại Phong Thần Ký H5.com. Viết code Tân Hữu nè ha. Đó, code viết 66889933. Gồm 10.000 tiếng giai hạch. Mệnh ký 1 gì? 40 mảnh skin. 100 cao cấp tầm bảo khoáng. Tam hệ anh hùng tự do nhân 2. Anh hùng tự do gói quà trang bị đỏ Free VIP 12. Game chơi tốt trên PC, Android và iOS. Khuyến mãi chào mừng server mới S1. Thời gian là từ 20 tháng 1 đến 22 tháng 1 ha. Phạm vi toàn server, khuyến mãi nhân 5. Long tin like xe nhận 200.000 kim nguyên bảo cộng anh hùng tự do gói quà cao cấp tầm bảo khoáng. Rồi cái gì đây, đua top lực chiến S1 thời gian từ 20 tháng 1 nè ha đến 26 tháng 1. Top 1 30 ức kim tệ, 30 ức a ship kinh gì a ship anh hùng, 200.000 tiếng giai hạch, 5 tinh anh 10 sao, 10 tinh anh 9 sao, 10.000 phá cảnh đan và 5.000 nguyên thiết. Rồi nạp game trang chủ long tướng bawi.com, fanpage, group Zalo, hotline các kiểu con đà điểu luôn. Ok. Rồi, đi nhập code thì ở đâu rồi, viết code đây, ở đây cũng có sẵn nè. Đủ 4 cái không? Đúng rồi, đủ 4 cái luôn anh em ơi. Đây, ok, mã này là tới open server là vẫn xài được nè ha. Nhưng mà giờ là game đang mở update thì phải á. Đấy, nên là anh em vào trải nghiệm quẩy tưng bừng tưng nóc luôn ha. Nhưng mà không có cái code test ha. Ok, chắc đang trong chạy thử để chuẩn bị open đó. Anh em nào vô trải nghiệm thì trải nghiệm ha. Open vào 10 giờ ngày 20 hả? Cũng ngày mai gọi. Test bữa nay mang vô quẩy luôn anh em ơi. Đây, fit code gồm có trang bị đỏ. Rồi tiếng giai hạch. Ok, rồi... anh hùng tự chọn, rồi mảnh skin tầm bảo cao cấp. Không cho bản này mới, không cho cái không cho cái gì cái gì quên mẹ nữa rồi, không cho level các bạn ơi. Không biết open có cho level hay không thì chưa biết ha. Ok, đã lấy ma ngộ không nè ha. Đây chỉ có hệ ám đồ thôi hả? Ok, hệ ám thì nhớ là có thạch cơ, hỗn thiên, ngu ma, bạch cốt thiên,
Ok. Lấy ngu ma đi nhìn cho nó quách slash. Ok, ở đây trang bị sử dụng. Mở ra ngẫu nhiên. Ok là. Rồi, đây hợp hành. Rồi, hợp hành tiếp. Đây, đây là một phiên bản cày cuốc nha các bạn ơi. À, chúng ta có 100.000 thì ai cha. 100.000 thì tính ra là đừng nên mua cái này vội ha. Ok, ok. Chắc open sẽ có thêm quà đó. Rồi. Bây giờ phải chạy nhiệm vụ level được các kiểu rồi. Mặc nhanh. Ok. Cho con ma ngộ không nó lên level trước ha. Đấy, hợp lý quá trời. Trời ơi, nâng nâng tướng là kiểu này là khoa học lắm luôn. Ủa. À, hết bạc rồi hả? Ủa. À, nhớ rồi, bạc là vậy là chúng ta phải vào đây mua rồi các bạn ơi. Thì đây 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 đây, ví dụ gói này. Đó. Được cả đống bạc nè, đó. À ha, đây là nơi để chúng ta kiếm bạc đồ nè ha. A-ship anh hùng đồ cũng có luôn nè ha. Rồi rồi, đó, ở đây cũng có hiểm tướng đồ nè. Nata, Nata đồ nè ha. Ok, bạc đồ nè. Hết thì vô đây mở hiểm. Xoay. Chơi game này ta biết quá trời luôn mà, đó. Miễn có tiếng cấp hạch là ok nha anh em ơi. Tiếng cấp hạch được nhiều thứ. Wow, có trang bị luôn. Ok, ngu ma dương lên cấp nè ha. Đó, đổi gió qua vài em Tây Du ha. Đấy. Dạo này game mở rộng lắm. Kênh game mở rộng lắm. À, nào là anime. À, trước là chỉ anime là thường ha. Giờ là có Ba Quy, Tây Du rồi các kiểu con đà điểu. Để bỏ bớt cái này đi. Rồi, ok, bỏ con này ra. À, lộn hai con này đấy. Ok. Phải chạy đó. Ôi, quần công không? Được, được. Thôi, quần công khiêu chiến tiếp nè bầu ơi. Đấy, khiêu chiến nhiều mới lên được level nhanh các bạn ơi. Ở khoan, để coi ở ngoài này. Thường là cái này nó sẽ có A-ship. Đây, 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 đây. A-ship nhân vật chính nằm đây. À. Rồi, nãy giờ tôi cũng nghi nghi rồi mấy ông ơi. À, đây, anh xếp nhân vật chính nằm ở ngoài chỗ này ha. Đấy, đấy, ok. Treo hưởng cấp 5 mới mở hả? Cấp 15. Nhanh chóng, ok, một lần. Mấy lần? 3 lần lận hả? Ok luôn. Rồi, ok luôn. Đó, lên level nè. Ok không? Lên một phát một level 30. À, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ treo hưởng liền. À, ủa, ôi đây có tướng VIP nè anh em. Ok, nhưng mà để ra đi. Đó, rồi hướng dẫn anh em luôn cái chỗ mà để lên cấp cao nha. Ủa còn cái này à, mình chưa có xu. Ok ok. Đó, trời ơi, lên một phát level 30. Ở đây còn nữa nè, 200, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu. Ở đây 4 nè ha. À, 3 nữa là 7. Này là 9. À, mỗi ngày ở đây là được 10 triệu anh ship nhân vật chính. Đấy, anh em có thể ở đây nữa nè. Trời ơi. Ở đây là 20 triệu. Ở đây 15 triệu. Ôi. Này là từng các bạn ơi. Đó. Trời ơi, kim nguyên bảo ở đây nữa. Hợp lý quá trời. Mà lại hợp lý như thế. Được 1.000 vé quay nè các bạn. À, 1.000 vé quay hero luôn. Tha hồ mà quay. Ờ, hợp lý nha. Cái này là anh em nên tận dụng nè ha. 1.000 vé quay có thể kiếm cho chúng ta một đội hình cũng tương đối là khắp khá nha các bạn ơi. Game cho VIP 12 rồi. Đó, cho 1.000 vé quay ở ngoài này. À, ok. Tha hồ mà quẩy. Chúc mừng nhận được nè ha. Rồi chúc mừng cái nữa nè. Đó, chúc mừng cái nữa nè. Ôi khổng tước luôn. Ồ hệ hiếm nha. Hệ ám nha các bạn ơi. À,
không phải hệ quan, nó là hệ ám. Ok. Rồi rồi, tiếp luôn. Ok. Hết rồi, hồi nãy giờ hệ đá, hệ gì, hệ lum hết à. Nhưng mà mình quay hết 1000 vé này luôn nha các bạn. Ô, thần tài đến luôn. Thần tài đến, thần tài đến. Ok. Đó, gì hả, Đặng Hiền Ngọc. Ok, 5 sao đấy. Ôi, hồi nãy giờ quên coi coi còn bao nhiêu vé ở đây rồi đã. À, 700 mấy. Trời ơi, vô tư quá trời. Đó, ok, quay vậy cho nó lẹ chứ. Quay kiểu kia biết nào cho nó xong anh em. Trời ơi, quay dần nào đầy cái túi thì thôi. Đó, cứ quay đi, cứ quay đi. Ôi, nhưng mà cái này nó không có tự dọn ha. Mấy con mà như 3 sao đồ không xài thì đem dọn bớt ha. Ok, ok, để coi. Ôi, còn 500 mấy lận. Quá trời vé luôn anh em ơi. Hồi nãy giờ 2-3 phút rồi, quay cái này chắc cầu 5 phút á. Rồi, đầy túi rồi à. Đúng rồi, đầy túi rồi. Ok, đầy túi rồi. Cái này à, đây, thu gọn lại bớt. Cái này cửa hàng của cái chỗ nào mà để đây. Đây, đặt nhanh. Chuyển tới. Chuyển tới. Rồi, cũng bớt rồi các bạn ơi, được rồi, đó. 400 mấy, trời ơi, ma tộc, hệ hiếm là không có. Thần tộc, yêu tộc là được nhiều nè ha. Đó. Ma tộc được có 1 con. Ở bên tiên tộc thì được khá nhiều ha. Trừ bắt giới được 2 con nè, đó, đường tăng nè ha. Lấy trừ bắt giới không? Đó, trừ bắt giới thì dễ nâng, dễ nuôi nè. Đấy, đem mấy con này vô làm food hết. Ok. Rồi đẩy luôn khí há tiết, nhưng mà thôi đẩy luôn. Ok. Rồi, 7 sao là vô quẩy là cũng bung nắp rồi đó. Đó, trời ơi, trừ bắt giới. Bên kia thì đeo bồ cào, mà bây giờ mới nhìn kỹ là bên này thì cầm được chai rượu nữa chứ, 2 chai. U là trời nè. Quá trời chưa. Đó. Hết bạc, hết đồng thì vô quà VIP lụm nha các bạn ơi. Đó. Ok, là quay tướng thì đã có 1000 vé quay rồi. Đó. Cũng được một đội hình khe khé ha. Ban, ban thì mình tự tạo được không? Ban, ok, ok. Rồi, tạo chưa? Không hợp lệ, hình như là vô rồi đó. Ban ngay, rồi, ok. Tiên ngôn có gì mà sai? Rồi, tạo được rồi nè, phúc lợi nè, khiêu chiến nè, đây. Hợp lý liền. Đó, chúc mừng, đó. Chưa bắt giới nè, rồi bên này là có ma ngộ không nè. Đó. Đó, đó, ôi, một team. À, anh em nhớ vào trong group Zalo nè hả? À, vào nhóm Zalo để mà nhận thêm nhiều code hàng ngày cũng như là code nhóm đồ ha. Giờ nhiều game là các bạn vào nhóm Zalo mà đông lên đó là được thêm nhiều anh em gì? Nhiều người chơi hơn nữa là sẽ chúng ta được thêm code, nên là anh em đấy, vào nhóm Zalo nè để trao đổi với anh em cũng như là nhận thêm được code đồ này nọ ha. Code ngày, code nhóm Zalo đồ cái kiểu con đà điểu ha. Right, ok. Thì bây giờ chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đó. Đấy, cứ chạy nhiệm vụ hàng ngày nè, năng động hàng ngày và năng động cần ha.
để nhận thêm được A-ship nhân vật cho lên level cho nhanh nha các bạn ơi. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.